Dạ, mến chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với clip mới của em hôm nay. Em tên là Duy Khang, cửa hàng của em nằm tại số 200 đường Phan Như Quân, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại của em 0923 46192. Và ngày hôm nay em có một số món muốn lên giao lưu cùng với quý cô bác anh chị. À, một cái sông trầm Quy Long nha. Sông trầm Quy Long. Phía trên này là mặt bợm. Đó, chiều ngang mọi người luôn đó, chiều ngang là khoảng độ 24 nha, và chiều cao nè là khoảng độ 14, đường kính của mặt là khoảng độ 13. Cái này em giao lưu với lại mọi người giá 2,5 triệu một cái sông trầm Long Quy nha, 2,5 triệu. Tiếp theo đó em lên cho quý cô bác anh chị một cái điện thoại Chicago số quay tay nha, vỏ gỗ 5. Nó vẫn còn lên nguồn, sử dụng tốt. Vẫn còn liền lạc và lành tích hết. Vỏ bằng gỗ nha cả nhà. Đây, viên nguồn của nó đây, hai chấu. Quay số tay. Cái này em đo chiều cao, kích thước của cái điện thoại luôn. Chiều cao của cái điện thoại khoảng độ 32. Chiều ngang là 19. Chiều sâu là 27. Cái điện thoại này em giao lưu với lại quý cô bác anh chị giá 4,9 triệu nha. 4,9 triệu cho một cái điện thoại Chicago. Tiếp theo đó em lên cho cả nhà một cái sông trầm. Sông trầm này là sông trầm trúc nha, bao gồm 3 món đế thân của sông trầm. Chiều cao là 26. Chiều ngang khoảng độ 11. Đế khoảng độ 11 luôn. Liên lạc và lành tích hết nha cả nhà. Đó, sông trầm trúc. Cái này em giao lưu với cả nhà giá 2,1 triệu thôi. Giá hạt dẻ, dễ sưu tầm, dễ chơi nha. Đó, liên lạc và lành tích 2,1 triệu cho một cái sông trầm trúc. Đây, mặt sau của nó. Món tiếp theo em hữu duyên với lại quý cô bác anh chị gần xa. Một tượng thần tài bằng đồng. Chiều cao của vị là khoảng 35. Đây, chiều ngang của cái đế. Ngang của cái đế khoảng độ 20 nha cả nhà. Vị thần tài này em hữu duyên với lại quý cô bác anh chị gần xa giá 4,9 triệu nha. 4,9 triệu. Đó, đây. Cái lưng sau. Cái lưng sau của ngài nha. Bên hông cũng vậy, liền lạc và lành tích hết. Tiếp theo đó em lên cho cả nhà mình một cái đồng hồ của Germany nha. Đó, mặt số La Mã, chuông 1560, 3 nồi, 8 gông. Đồng hồ máy Germany nha cả nhà. Hiện tại nó vẫn còn tiếng nhạc nha. Đó, bây giờ em đo kích thước, chiều cao của cái thùng đồng hồ luôn. Chiều cao là khoảng độ 38. Chiều ngang nè, chiều ngang của thùng đồng hồ nè. Chiều ngang của mặt đồng hồ là khoảng 27. Chiều ngang đế này là khoảng 33. Chiều sâu là 20 nha cả nhà. Đem cho mọi người xem máy phía đằng sau luôn. Cơ chế dạy theo 3 lăng xê nha. Đó,
máy vẫn còn chạy rất là tốt luôn. Bài nhạc đánh nghe rất là hay, rất là êm tai. Con đồng hồ này em giao lưu với cả nhà, giá 7.500.000 cho một con đồng hồ Germany của Đức. Quý cô bác anh chị nếu như chút và ưng ý được món nào thì các bạn với Zalo số điện thoại của em 0923 46192 em ghim trên màn hình nha. Tiếp theo đó em lên cho quý cô bác anh chị một cái đồng hồ Odo. Thùng là thùng gỗ gõ nha. Chuông 1560. 8 gông. Odo 101. Đó, cả nhà mình vừa nghe xong ha. Rồi em đo kích thước chiều cao của thùng luôn. Chiều cao của thùng đồng hồ là khoảng 57. Chiều ngang là 43. Đây em đo kích thước chiều ngang của mặt đồng hồ luôn. Nhà xem nha. Đó, mặt đồng hồ chiều ngang là 25. Con đồng hồ này em giao lưu với lại quý cô bác anh chị giá 32 triệu cho một con đồng hồ Odo 101 8 gông 8 búa nha. Chuông thì 1560. Đó, thùng đồng hồ là gỗ gõ nha. Tiếp theo đó em lên cho cả nhà một cái đèn châu Âu thân bằng đá, bầu là bầu pha lê nha cả nhà. Vẽ tay rất là đẹp. Họa tiết của châu Âu, kiểu dáng rất là sang trọng luôn nha. Đế bằng đồng. Đây em đo kích thước chiều cao của cái đèn cho cả nhà xem luôn. Chiều cao tính luôn ống khói là khoảng 71. Đường kính của bầu là khoảng độ 12. Đó. Đế khoảng độ 13. Cái đèn này em giao lưu với lại cả nhà giá 7 triệu nha. 7 triệu cho một cái đèn châu Âu thân đá, bầu pha lê vẽ tay và đế bằng đồng. Liên lạc và lên. Tiếp theo đó em lên cho cả nhà một cặp tượng đèn Tiffany châu Âu zin nha. Chó Tiffany vẫn còn sử dụng tốt. Thân bằng đồng, đế bằng gỗ. Rồi, đó chiều cao kích thước của đèn luôn. Chiều cao khoảng độ 1m2 nha cả nhà. 1m2. Đây, đường kính của bầu của chó Tiffany là khoảng 45. Đế là đế gỗ. Khoảng độ 25. Thân bằng đồng, đế gỗ. Bầu chó Tiffany đèn vẫn còn sử dụng rất là tốt. Đó, theo cơ chế nè, mình chỉ cần nắm mình giật dây thế này thôi là đèn nó sẽ cháy rồi. Rất là dễ sử dụng nha. Rồi cặp đèn Tiffany này em giao lưu với lại quý cô bác anh chị giá 30 triệu. Bao ship luôn. 30 triệu, liên lạc và lành tích hết nha. Tiếp theo đó em lên cho cả nhà một cặp đôm Phú Ông thuộc dòng gốm Biên Hòa nha. Màu gốm vẫn còn rất là đẹp. Phai theo thời gian.
Liên lạc và lành tích hết. Chiều cao của đôn khoảng độ 51. Đây, đường kính của mặt đôn khoảng độ 39 nha. Cặp đôn Phú Ông này em giao lưu với cả nhà giá 7.500.000 cho một cặp đôn Phú Ông thuộc gốm Biên Hòa, vẫn còn lành tích hết nha cả nhà. Tiếp theo đó em lên cho đại gia đình mình một con đồng hồ kéo xe ngựa đế bằng đá. Mặt của đồng hồ là men, mặt số đồng hồ men, chữ số là mã nha. Thân là bằng đồng. Chuông 3060. Này thuộc chuông chén nha cả nhà. Em đo chiều cao kích thước nhà luôn. Trước tiên em đo chiều cao của đồng hồ nha, là khoảng độ 45. Chiều ngang của cái đế đá là 1 mét. Ngang của đế đá là 1 mét. Đây chiều rộng là 25. Đây máy phía sau. Vẫn còn chạy rất là tốt nha cả nhà. Con đồng hồ này em giao lưu với lại quý cô bác anh chị giá 35.000.000 cho con đồng hồ tứ mã kéo xe. Kế đó em lên cho quý cô bác anh chị một cái đèn Tiffany zin nguyên bản châu Âu, thân là bằng đồng, chó là Tiffany nha cả nhà. Điện thì sử dụng 220. Quan sát kỹ giúp em. Chó Tiffany rất là đẹp. Đây. Rất là dễ sử dụng nha. Những cái dây thế này nè, mình chỉ cần giật một lần thôi. Đó. Nó sẽ chiếu ánh sáng. Chiều cao của đèn là 86. Em đo kích thước chiều ngang của cái chó Tiffany luôn. Chiều ngang của chó là khoảng độ 43 nha cả nhà. Đèn vẫn còn sử dụng rất là tốt. Em giao lưu với cả nhà giá 16.000.000. 16.000.000 cho một cây đèn Tiffany thân bằng đồng riêng nguyên bản châu Âu luôn. Điện sử dụng 220. Tiếp theo đó em lên cho cả nhà một con radio. Hàng thuộc thập niên 30 rồi nha cả nhà. Thùng là bằng gỗ. Vẫn còn sử dụng rất là tốt. Điện sử dụng điện 220. Đây nè, những cái mà bị thời gian như thế này nè, là mình có thể xả ra, mình có thể đánh lại được. Mặt ni lại rất là đẹp luôn nha cả nhà. Mặt phía trong này là mặt nó bằng vải. Dò đài vẫn bình thường. Ở cả nhà mình nghe thấy không? Âm thanh rất là rõ luôn. Chiều cao của đài là khoảng độ 37. Đây chiều ngang. Chiều ngang là khoảng độ 55. Đây chiều sâu luôn. Cả nhà xem nha. Đây chiều sâu của đài là khoảng độ 28 nha. Cái này vẫn còn sử dụng rất là tốt, sử dụng điện 220. Hàng nội địa. Cái này em giao lưu với cả nhà giá 16.000.000 nha. 16.000.000 cho một cái đài radio. Tiếp theo đó em lên cho quý bà cô bác anh chị một cặp đèn Tiffany. Hàng zin nguyên bản châu Âu luôn nha.
chó Tiffany luôn. Ở mấy cái khúc như vậy này là bằng đá nha anh chị, bằng đá, khúc này là bằng đồng. Liên lạc và lần tích hết sử dụng điện 220. Rồi đem đo chiều cao kích thước cả nhà xem luôn. Kích thước của đèn là khoảng 1m78 nha. 1m78. Đây. Kích thước của bầu. Bầu Tiffany là khoảng độ 46. Kích thước của đế là 45. Cặp đèn này em giao lưu với lại quý cô bác anh chị giá 42 triệu. Cho một cặp đèn Tiffany thân đồng, cũng có đá luôn, sử dụng rất là tốt nha. Đó, rất là dễ sử dụng. Món tiếp theo em lên cho quý cô bác anh chị một bộ bàn bao gồm 9 món, một bàn và 8 ghế tune. Mặt đá giỡn mây nha cả nhà. Bộ này 9 món nhưng mà 8 ghế thì đã làm lại sau này rồi. Những cái ghế hư nên là chủ nhà người ta đã làm lại những cái ghế sau này. Nhưng mà những cái ghế này cũng khoảng độ 30 năm đổ lại rồi nha. Dàn chân là thuộc Tứ Linh, Long Lân Quy Phụng. Đây, cho quý bà cô bác xem. Dàn chân rất là chắc chắn luôn. Long Lân Quy Phụng, bộ này thuộc gỗ gõ nha. Thuộc gỗ gõ nha cả nhà. Đó, Long Lân Quy Phụng, đầy đủ Tứ Linh luôn. Phía trên là Phụng, phía dưới là Quy. Hai bên sông là Long. Bốn góc chân là Lân nha cả nhà. Đo chiều cao kích thước của bàn này luôn cho cả nhà xem. Chiều cao của bàn là khoảng độ 80. Đó. Mấy cái diệm bàn cái này là có cẩn ốc luôn. Đây, đo diệm bàn. Tôi có diệm bàn cả nhà xem nha. Diệm bàn là khoảng độ 9 phân. Nếu mà tính luôn mặt đá đó thì khoảng độ 10 phân nha cả nhà. Chiều ngang của bàn là khoảng độ 1 mét. Đây, chiều dài. Chiều dài của bộ bàn là khoảng độ 2 mét. Đây em đo kích thước của cái dàn chân luôn cho cả nhà xem nè. Kích thước ngang của dàn chân là khoảng 73. Đầu lưng là khoảng độ 20. Liên lạc và lành tích hết nha cả nhà. Đây em đo chiều cao kích thước của ghế tune luôn. Chiều cao của ghế là khoảng độ 94. Đó, 94. Chiều rộng của tay ngang là 55. Chiều sâu của ghế là khoảng độ 40. Bộ này là 9 món. Quý cô bác anh chị lưu ý giùm em là bộ này 8 ghế đã được làm lại rồi. Nha. Đã được làm lại rồi. Và bộ này em giao lưu với cả nhà giá 86 triệu cho một bộ bàn ghế 9 món bao gồm 8 ghế tune và một bàn mặt đá giỡn mây. Dàn chân là Tứ Linh, Long Lân Quy Phụng. Món cuối cùng em lên cho quý bà cô bác anh chị một cái tủ thờ thuộc gỗ gõ nha. Tủ này 13 chám.
Ốc vàng chanh đội lửa rất là đẹp. Cận ốc ba mặt luôn. Đó, màu ốc lên rất là đẹp nha quý bà cô bác. Tủ vẫn còn sử dụng rất là tốt. Rồi, em đo kích thước chiều cao của tủ luôn. Tủ cao khoảng độ 1m58. Chiều ngang là khoảng 1m4 nha cả nhà. 1m4 là chiều sâu. Chiều sâu của tủ là 53. Không còn liền lạc và lành tích hết nha. Mười ba chám, tủ này màu ốc lên vẫn còn rất là đẹp, rất là sáng. Tủ này em giao lưu với lại quý cô bác anh chị giá 60 triệu cho một cái tủ thờ thuộc gỗ gõ. Dạ rồi, cuối clip hôm nay em cũng cảm ơn quý ông bà cô bác anh chị đã xem hết clip của em. Và em tên là Duy Khang, số điện thoại của em là 0923 461 92. Cửa hàng của em nằm tại số 200 đường Phan Như Quân, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Quý ông bà cô bác từ nãy giờ xem, và nếu như chốt và ưng ý được món nào thì các bạn zalo với em nha. Dạ em cảm ơn.